Bikini dây là một trang phục không thể thiếu trong bộ sưu tập bikini của Minh Hằng. Dù chỉ nặng 48kg, nhưng Minh Hằng vẫn cân đẹp loại bikini này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua loạt ảnh bikini dây mà Minh Hằng vừa khoe đầu năm 2021. Trong chuyến du lịch mới đây, Minh Hằng khiến mọi người phải xích so với loạt ảnh mặc đồ bơi khoe dáng gợi cảm. Đây là những khoảnh khắc mặc đồ bơi đầu tiên của Minh Hằng trong năm 2021. Cô nhận được cơn mưa lời khen ngợi với loạt hình này. Những bình luận, người đẹp không tuổi, xỉu ngay tại chỗ, thân hình đồng hồ cát là những mỹ từ người hâm mộ dành cho cô. Hình ảnh được chụp lại theo nhiều góc khác nhau, khoe trọn body săn chắc của Minh Hằng. Mọi thứ chỉnh chu khiến người hâm mộ có cảm giác như Minh Hằng chụp hình cho tạp chí thời trang. Vốn là tay chơi hàng hiệu nước tiếng showbiz Việt, cô không ngại chi tiền để mua nhiều trang phục áo tắm từ những ông lớn thời trang quốc tế. Tuy nhiên, lần này Minh Hằng lại lựa đồ bơi khá đơn giản, nhưng lại tôn dáng triệt để. Xét đồ bơi màu đen cơ bản, thiết kế dạng áo xốp, đút ngực, ôm trọn và đôn cao vòng một cho người mặc. Quần bơi đang dây bên hông, tăng thêm phần gợi cảm. Sở hữu vóc dáng săn chắc, nhất là vòng eo nhỏ xíu khó tin, Minh Hằng phải duy trì thói quen tập luyện. Một trong những bài tập giúp eo thon của nữ diễn viên là gập bụng. Đây là bài tập được cô gắn bó từ hở mới bước chân vào làng giải trí tới hiện tại. Dù tự nhận khuyết điểm, đôi chân ngang, nhưng điều đó không làm Minh Hằng tự ti khoe dáng với đồ bơi. Cô luôn suy nghĩ tích cực và hướng tới vẻ đẹp, khỏe mạnh từ bên trong cơ thể, không áp đặt bản thân theo chuẩn này. Cũng từ thời điểm giảm cân có được body như mong muốn, Minh Hằng liên tục thả thính người hâm mộ với loạt ảnh khoe áo tắm. Nếu theo dõi Minh Hằng trên các trang mạng xã hội, bạn sẽ thấy bộ sưu tập đồ bơi của cô không đếm xuể, thiết kế đa dạng từ kiểu dáng tới màu sắc và nhiều phân khúc giá khác nhau.